Phật xem bói tướng tay, kiến thức cơ bản trong Phật xem bói tướng tay, sự ra đời của thuật xem bói tướng tay, môn khoa học thần bí là dựa trên cơ sở thực tiễn đa dạng phong phú, là những lý luận được đúc kết từ những kinh nghiệm quý báu của con người. Trong tướng thuật cho rằng tay ngoài thông tứ chi, trong giáp ngũ tạng con người, từ ưu nhược điểm của bàn tay có thể đoán biết được họ yểu quý tiện hiền ngu hoặc con người. Vì vậy người quan tâm đến vấn đề này nên tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về tướng tay. Một, đường trí tuệ. Người có đường trí tuệ rõ nét sâu dài là quý, thông minh, trí tuệ cao. Hai, đường sinh mệnh. Người có đường sinh mệnh nhỏ dài sâu là quý, cơ thể khỏe mạnh, trường thọ. Ba, đường hôn nhân. Người có đường hôn nhân thẳng thanh rõ nét là quý, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Bốn, đường tình cảm. Người có đường tình cảm thanh rõ dài là quý, tình cảm hạnh phúc danh lợi song toàn. Năm, đường cổ tay. Người có đường cổ tay sâu không bị đứt nét là quý, sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào. Nguyên lý thao tác của thuật xem bói tướng tay là trước tiên là phải phân biệt hình dáng bên ngoài của bàn tay, sau đó phân biệt được mối quan hệ của các đường chỉ tay trên bàn tay hoặc đặc trưng của các đường cong, độ dài ngắn của ngón tay và những ký hiệu riêng trên bàn tay. Chỉ có tổng hợp các nhân tố mới có thể đưa ra được phán đoán chính xác, từ đó mới đoán được tính cách tâm lý của một người, đưa ra suy đoán về phương tiện hôn nhân, sự nghiệp, tài vận và sức khỏe của họ. Ngoài ra, đưa ra những luận đoán này còn phải nghiệm chứng nhiều lần, kết quả đạt được sẽ càng khách quan, chân thực hơn. Ví dụ nếu người có bệnh bẩm sinh và người không có bệnh bẩm sinh, kiểu tay và chỉ tay cũng có sự khác biệt với người thường. Đường sinh mệnh của người mắc bệnh ung thư thường xuất hiện những dấu hiệu đặc biệt cần phải chú ý phân biệt. Trên đây là những phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức lá số tử vi nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của Thế Giới Kiến Thức Tử Vi. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thế Giới Kiến Thức Tử Vi trong suốt thời gian qua. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.